Ngày qua, drama giữa Hoàng Thùy với bộ đôi dược sĩ Tiến Hương Giang gây xôn xao mạng xã hội. Nguồn cơn xuất phát từ bài đăng ẩn ý của Hoàng Thùy về việc bị chèn ép rời khỏi vị trí giám khảo tại một cuộc thi. Dù không nêu đích danh ai, nhưng vài tiếng sau bài đăng của Hoàng Thùy, dược sĩ Tiến bất ngờ có tâm thư dài gọi thẳng tên của Á hậu Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2017. Sau đó không lâu, trên trang cá nhân, Hoàng Thùy liên tiếp tung ra các thông tin đáp trả đối phương. Trong lần đáp trả thứ ba, nàng hậu mới gọi thẳng tên dược sĩ Tiến và tung ảnh chụp tin nhắn được cho là của nhà sản xuất Miss Universe Việt Nam với một người khác. Trong đoạn tin nhắn, người được cho là dược sĩ Tiến nói không nên để Hoàng Thùy làm giám khảo chính thức, còn với vai trò giám đốc casework hoặc giám khảo thử thách phụ thì được. Ngay sau động thái của Hoàng Thùy, chủ tịch Miss Universe Việt Nam, người đã gửi lời mời Hoàng Thùy làm giám khảo cuộc thi, cũng có bài đăng mới. Vì chủ tịch tác Hoàng Thùy vào bài đăng và nói rằng dù rất tôn trọng nhưng anh thấy hành động gần đây của cô là không phù hợp, đặc biệt là hành động tung tin nhắn cá nhân của người khác lên mạng xã hội. Ông khẳng định tổ chức Miss Universe Việt Nam đã ghi nhận khả năng của Hoàng Thùy cũng như hiểu sự thất vọng của cô, nhưng việc đàm phán có lúc thành công và có lúc thất bại vì nhiều lý do khác nhau. Bên cạnh đó, chủ tịch Miss Universe Việt Nam cũng xin lỗi vì sự sai lầm của mình trong giao tiếp và muốn đề xuất một cuộc họp với Hoàng Thùy để thảo luận thêm. Đáp lại lời nhắn của vị chủ tịch, Hoàng Thùy đã thẳng thắn để lại bình luận bên dưới bài đăng. Cô khẳng định đây là chuyện cá nhân giữa Hoàng Thùy, dược sĩ Tiến Hương Giang và một người bí ẩn. Hoàng Thùy cảm ơn vị chủ tịch đã mời cô làm giám khảo, nhưng trong việc này, cô bỏ qua lợi ích cá nhân và không im lặng trước sự chèn ép để bảo vệ quyền con người. Dù được hay mất, tôi cũng hy vọng những ai đang bị chèn ép ở bất kỳ môi trường, hoàn cảnh nào, họ cũng sẽ có can đảm nói lên tất cả những gì họ trải qua, Hoàng Thùy viết. Về phía Hương Giang, trong một buổi livestream, cô cũng trực tiếp phản pháo về drama. Khi bạn muốn làm giám khảo của Miss Universe Việt Nam, bạn phải là một người ít lên mạng ẩn ý người này nói người kia. Bạn phải là một người luôn chuyên nghiệp trong công việc. Dù có vấn đề gì, bạn phải giải quyết nội bộ trước chứ không phải là một người làm cho tất cả mọi người xung quanh cảm thấy hồi hộp. Không biết lúc nào bạn sẽ lên mạng viết cái này, lúc nào bạn sẽ lên mạng viết cái kia, Hương Giang nói. Ngoài ra, một người từng làm việc và thân thiết với Hương Giang là Phạm Thoại đã lên tiếng bênh vực đàn chị. Nam TikToker cho biết Hương Giang nhiều lần đấu tranh để Hoàng Thùy được ngồi vào vị trí mentor ở các chương trình mà cô sản xuất, bất chấp sự phản đối của dược sĩ Tiến. Khi mời chị Thùy thì mọi người không ai chịu, nhưng chị Giang bất chấp thuyết phục mọi người cho chị Thùy ngồi ở vị trí đấy. Mình chứng kiến một mình chị Giang đứng lên đấu tranh để mời chị Thùy về Á. Chị Thùy đăng đến lần thứ ba thì là nói dai nói dại. Những người có học thức cao, các bạn có thấy người ta lên mạng nói gì không? Mình đang không nói là chị Thùy sai hay không, mà mình đang nói cái việc chị Thùy nhắc đến lần thứ ba là mình nghĩ nó đã không ok rồi. Trời ơi, người ta không bằng nhưng người ta có tiền, người ta làm gì cũng được, chị hiểu không? Người ta không sợ ai, Phạm Thoại thổ lộ. Trong khi đó, Trang Trần cũng có những góc nhìn riêng của cô. Ở vụ việc này, tôi thấy Hoàng Thùy với dược sĩ Tiến cũng gớm mặt đấy, không đùa được đâu. Để dược sĩ Tiến phải đích thân lên tiếng về vụ việc là cũng to rồi. Tính dược sĩ Tiến tôi biết rất ít khi lên tiếng cái gì, cứ lẳng lặng làm thôi. Giờ lại lên tiếng là cũng to chuyện lắm rồi. Tôi nghĩ vụ việc này phải có nhiều ẩn khuất khiến dược sĩ Tiến không chịu nổi nữa mới lên tiếng như vậy. Bản thân tôi ngày xưa cũng bị người ta mời ngồi show nọ show kia, xong là hủy show không mời tôi nữa. Tôi cũng im lặng chứ không lên nói này nói nọ vì đó là chuyện bình thường. Người ta đề xuất ngỏ ý mời là một chuyện, nhưng đi đến chốt hợp đồng là chuyện khác. Tôi cũng từng được mời chương trình nọ chương trình kia, nhưng cuối cùng không đi đến đâu cũng chẳng sao. Showbiz là như vậy. Hoàng Thùy có cái đúng của Hoàng Thùy. Tôi hiểu Hoàng Thùy bức xúc vì đã bàn bạc trao đổi xong xuôi rồi, nhưng lại không mời nữa, nhưng đó vẫn là chuyện bình thường.